các bạn học sinh sinh viên khi mà bước vào shop thì đều hỏi son này. Đấy là son background, và son background thì đang cực kỳ là hot với 12 tông màu tất cả. Son này thì shop đang có giá tốt nhất tại Việt Nam luôn, 140.000 một cây các bạn nhé, và đủ 12 màu thử tại cả hai cơ sở Lạch Tray và Mê Linh luôn. Trong livestream ngày hôm nay thì các bạn vào sẽ xem mình swatch 12 tông màu này. Tông màu rất là tây luôn và rất là dễ sử dụng. Đây là loại son mà shop đang bán chạy nhất, có 12 màu tất cả. Mình sẽ swatch từ màu số 1. Ôi em ơi, em cắm lại đúng vị trí nhá, vì xếp theo thứ tự rồi. À, màu 12 đã về nha Phạm Thu Hà ơi. Màu đầu tiên mà mình sẽ swatch cho mọi người sẽ là màu số 1. Mình sẽ swatch lần lượt từ màu 1 đến màu 12 để mọi người có thể dễ dàng theo dõi. Thì giống như thiết kế thỏi son kem của các hãng son khác thì cọ của son background cũng hơi vát một chút, có thể dễ dàng tán các màu ở trên môi. Chất son kem của background thì rất là bám màu và hơi thơm một chút, hơi thơm mùi kẹo một chút. Các cây hàng thử ở shop mình thì có nhiều cây xuất đến thỏi thứ 2, thứ 3 rồi, ví dụ như là màu 06 chẳng hạn. Các cây ở shop mình thì đã xuất hàng thử đến màu thứ 2, thứ 3 rồi. Và mình sẽ tô lên màu thật là chuẩn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi được màu sắc của thỏi son. Và đây là màu 01 mọi người nhé. Chất son kem của background thì hơi thơm nhẹ, rất là dễ sử dụng. Màu 01. Màu 01. Và màu tiếp theo mình sẽ swatch là màu 02. Màu 02 là màu đỏ đất mọi người nhé. Màu 02. Màu sắc của son background thì rất là đẹp luôn mọi người ạ. Và chất son kem như mọi người quan sát ở trên tay mình swatch ấy thì rất là mịn, lên màu lại cực kỳ chuẩn luôn. Tiếp theo là đến màu 03 mọi người nhé. Son background thì mình có thể đánh lòng môi và mình có thể đánh full môi luôn. Đây là màu 03. Màu 03. Và đây là màu 04. Hai màu mà mình bán chạy nhất trong dòng son của background đấy là màu 06 và màu 12. Son này đang làm mưa làm gió ở trên thị trường, mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cái từ khóa ở trên Google được tìm kiếm rất là nhiều luôn. Giá cả thì hoàn toàn phù hợp túi tiền. Lý do mà son này nó hot là bởi vì thứ nhất là giá cả quá phù hợp, thứ hai là chất son cực kỳ là ổn mọi người ạ. Đây là màu 04. Mình sẽ swatch màu 05. Thank you.
Chất son kem của background thì có thể bám màu tới 6 tiếng. Màu dưới cùng mình đang swatch đây là màu 05. Đây đến màu mình đang bán rất là chạy, đó là màu 06. Màu 06 là tông đỏ đất mọi người nhé. Màu 06. Ai có thể cho chị mượn một cái tay được không? Vì là 12 màu thì swatch lên đây thì không đủ. Chị mượn tay 2 phút thôi. Chị sẽ swatch tiếp màu 6 đến màu 12. Mình sẽ mượn một quyền trợ giúp, mình sẽ đổi cánh tay sang tay của một bạn khác mọi người nhé. Bởi vì trên tay mình thì sẽ không swatch đủ được 12 màu. Và bây giờ mình sẽ swatch màu 07 sang tay bên này. Đây là cánh tay sinh ra để swatch son đây, rất là trắng. Màu 07. Màu cam có một chút ánh hồng mọi người này. Màu 07. Màu tiếp theo sẽ là màu 08. Màu 08 cũng rất là đẹp luôn. Mọi người ơi, mình khuyên mọi người hãy qua ngay cửa hàng mình để thử những cái màu son này lên trên môi đi, vì chất son cực kỳ là đẹp luôn. Hay là tất cả những bạn ở đây có thể swatch luôn này. Mọi người muốn swatch màu gì có thể lấy đi nhá. Màu này là màu 09 này. Màu 09 rất là đẹp. Chất son và màu của background thì rất là tây luôn mọi người, rất là tây, chất son rất là tây, màu son rất là tây luôn. Màu 10 mọi người nhé. Mình sẽ swatch màu 10 này. Màu 10 cũng rất là đẹp. Nói chung là mình đã swatch đến màu 10 và mình thấy rằng là từ màu 1 đến màu 10 màu nào cũng đẹp luôn. Mọi người có công nhận như thế không? Chỉ còn 2 màu nữa thôi là hết bộ sưu tập rồi. Mọi người đã chọn cho mình màu nào chưa? Đây là màu 11. Màu 6 và màu 12 là hai màu bán chạy nhất. Đây là màu 11 mọi người nhé. Xong rồi đấy, bạn thử đi ạ. Đấy là 12 đấy. Và đây là màu hot nhất đây ạ. Màu 12. Các bạn lưu ý nhé, cứ 15 phút là sẽ có một khách vào swatch son backroom. Thế nên nó cực kỳ là hot luôn. Giá lại rất là phù hợp, chỉ có 140 thôi. Thế nên mình khuyên các bạn là nếu mà ai mà chưa sở hữu một thỏi backroom nào thì hãy qua shop mình ngay bây giờ để có thể swatch được 12 màu. Ở trên tay bên này là màu 1 đến màu 6. Và trên tay bên này, cái tay đẹp hơn, trắng hơn này, là màu 7 đến màu 12.
Tông màu trầm và pha đất có thể là màu 12, 16. Mọi người đã nhìn thấy rõ 12 màu của son background chưa? Chị ơi em thử son này. Bạn cứ lấy đi ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đi stream son background swap nhé. Chào tất cả mọi người.